Phía sau kìa. Hello, chào cả nhà. Hút thuốc lá không dám đi gần Hằng đó. Giờ hổng ngày là ông Hùng bỏ rượu được cả tháng rồi anh Hùng. Hơn rồi. Rồi giờ bia là bắt đầu uống bia nhưng mà bỏ từ từ nữa rồi. Là ông có 2 ngày ông cũng không uống bia luôn nha. Đó, vậy là good rồi đó. Là bỏ từ từ luôn là ok, nó tin ok, ổn định lại rồi. Nói trong lúc đi với Hằng bây giờ xin tiền thất nghiệp có tiền mướn thượng phòng được rồi hả không xin tiền thất nghiệp trước có tiền mướn thượng phòng được rồi rồi bây giờ là bữa nay là Hằng đi trao mấy cái đồ này cho một cái chị Mạnh Thường Quân, cái em Mạnh Thường Quân tên là Thanh Hằng. Thì bữa nay là trao thêm cái sleeping bag với lại cái lò ga. Thì cũng có nhiều quý vị khán giả xem khi Hằng cũng đọc được những cái lời comment là nói về hai vợ chồng của Cathy với anh Thành. Thì bây giờ Hằng cũng đã nói rồi, coi như là giúp một lần thôi. Thì coi như là đợt trước giúp một lần vậy có cơ hội để mà Cathy lên bờ đó. Nhưng mà người ta không làm được thì thôi, người ta ở dưới suối. Thì khi Hằng đi phát đồ ăn cho tất cả những người vô gia cư thì Cathy với anh Thành thì vẫn được phát đồ ăn giống như vậy thôi. Còn cái phần này không phải là Hằng xin gì cho, nhưng mà đó là những khán giả, những Mạnh Thường Quân, người ta coi và người ta nói là tại người ta thương con Cathy. Người ta thấy nó cái tuổi giống như đôi khi giống như con mình hay là cháu mình vậy đó, mà nó bị trong cái hoàn cảnh đó thì người ta thương, người ta cho nó. Người ta nói là người ta hiểu, người ta biết là nó được Hằng giúp qua với tất cả những Mạnh Thường Quân lúc trước giúp qua một lần rồi, nhưng nó không có làm được là chuyện của nó. Rồi mấy chị nói là Hằng cũng có nói hết á, nhưng mấy chị nói không sao, cho giùm đi, gửi giùm đi, gửi giùm cho mấy chị đi. Thì tại vì mấy chị thương, mà khi cái lòng thương nó ngộ lắm, nó có duyên với một cái người nào đó, đó thì cho dù người đó người ta sai, cho dù người đó người ta cái gì đi, nhưng cái tình thương của người ta có một cái cảm xúc với người đó thì mình không có cấm cản người ta được. Cho nên cái chương trình của Hằng thì cái kênh YouTube Hằng làm thiện nguyện, cho nên là được những cái thước phim mà đi khắp nơi thì các Mạnh Thường Quân xem thì người ta hiểu, nhưng người ta nói thương, người ta muốn cho cái lòng của người ta đối với người ta cảm thấy cái đó không có bao nhiêu thì người ta cho. Thì Hằng chỉ là người đi trao lại những cái món quà của tất cả Mạnh Thường Quân khi mà thương ai gửi cho ai. Đi đường này đi anh Hùng, để mình đi xuống cho dễ đó. Cho nên là đôi khi thì Hằng cũng thấy là các khán giả xem thì cũng rất là bức xúc cho hai vợ chồng của Cathy, nhưng mà đây là người ta cho thì mình đi trao, chứ Hằng đâu có cãi lại được đâu. Hằng cũng nói, nhưng mà mấy chị mấy em đó không sao, gửi giùm đi, chỉ cần gửi giùm người ta là được rồi. Thì đương nhiên khi mà Hằng đi trao, đi gửi mấy cái món quà đó thì lúc nào Hằng cũng quay phim để cho các Mạnh Thường Quân xem là những món quà hoặc là tiền được trao tận tay rồi đó. Cho nên hôm nay đi xuống chào Cathy nha. Thì quý vị xem Cathy từ trước biết rồi, nó y tá, nó mới 27-28 tuổi mà nó là thật sự y tá ở Mỹ thiệt đó nha. Nó là y tá ở Mỹ thiệt á. Cách đây khoảng 7-8 năm trước nó đi làm đó, là khoảng 40 mấy đồng một giờ, khoảng 8-9 năm trước. Tại y tá ở đây lương cao lắm, còn y tá bây giờ 6-70 đồng giờ lận đó. Đó, cho nên nó là y tá thật. Mà bây giờ nó không cai được để nó đứng lên mà nó đi làm lại, chứ cái cuộc đời nó uổng quá. Bây giờ nó mà cai được nó đi làm lại đó, đi xin đi cái bằng rồi này kia lại, là đi làm một giờ cũng 50 đồng, là tỉnh bơ đối với nó luôn đó.
mấy đứa nó có đi học ở đây mà, đi làm dễ lắm quý vị. Cho nên uổng, uổng cho cuộc đời thì ai cũng thương. Là nói một cái em y tá 27-28 tuổi thì người ta thấy nó đồng tuổi như con em người ta vậy đó, thì ai cũng cảm qua cảm động á. Thì người ta nghĩ ồ thôi, người ta cho nó một cái chút như vậy nhưng mà được cái phước cho con người ta thì người ta cho thôi. Cho nên mình người xem thì thấy bức xúc, nhưng mà thật sự đó là Hằng cũng làm cái bổn phận mà. Hằng làm những công việc này thì Hằng làm tròn cái bổn phận khi những mạnh thường quân yêu cầu nhờ Hằng đưa giùm. Vậy thôi nha. Rồi cho nên là cô chú anh chị em xem mặc dù rất là bức xúc nhưng mà thôi, tự tâm. Bây giờ người ta cho rồi, mình thì nhìn người coi mình thích thì thôi, bây giờ hỷ xả đi. Người coi thì lúc nào cũng cảm thấy bức xúc, cho nên là hỷ xả ha. Hỷ xả hả anh Hùng? Đạo Phật thì hỷ xả, còn nói về đạo Công giáo thì kêu bằng gì hả? Đạo Công giáo thì không biết kêu gì ha, còn đạo Phật thì kêu hỷ xả hả? Hỷ xả đi. Xả từ bi. Từ bi hỷ xả đó là giống như là bỏ thì bỏ đi, bỏ qua. Coi nhẹ. Chuyện đó coi nhẹ một chút. Đừng coi nặng thì nó sẽ không có nặng lòng. Mưa đất cũng còn ướt ướt. Giờ đi xuống rồi không biết có nhà không nữa. Ông nội kia im ga rồi. Chắc không biết làm sao rồi. Á khẩu gì. Ông nội kia lộn đồ hoàng đi tới đây không nghe chửi là nó á khẩu hay gì. Ông nói hoàng nó cũng thì cũng không vậy, nó ông hoàng nó giờ cũng không biết đi ngày nào luôn. Không biết có nhà không mà nghe im quá ha. Cá Thị ơi, ồ em có nhà hả? Ờ có anh Thành nhà không? Ủa đi hả? Ờ ổng đi đâu vậy? Ờ ổng đi là chuyện của ổng, em ở nhà không vậy? Ý bịch này bịch đồ ăn mà. Xách cho nó không anh Hùng? Đó đồ lon, đồ hộp gì người ta cho kìa, dục tùm lum. Đồ lon với cam. Đồ hộp. Đồ lon, đồ hộp. Hai glass. Ở dưới suối này là lon không, hai glass không á. Phải không? Phải lon không, hai glass không? Trời ơi, mày nghe cô Hằng tới mày chạy ra mày mừng. Đâu rồi Cá Thị? Đi ra đây đi. Dạ, mấy bữa nay trường mưa mà nhà không mưa. Vậy hả? Dạ. Kiếm chỗ nào ngồi đi, có người ta cho đồ nè. Em mới ngủ dậy nữa. Ôi mới ngủ dậy hả? Ngồi trong đi, ngồi chỗ nào đó? Dạ em ngồi đây được không? Hả? Ngồi được rồi hả? Chàng ơi, ở trong cũng xình đất không vậy hả? Đưa cho vô anh Hùng. Dạ. Cái chị vô hỏm mà cho em sling bag đó. Dạ. Dạ thank you. Nè chị cho em thêm cái sling bag nữa. Dạ. Với lại cái bếp ga. Dạ. Chắc chị thấy đốt củi hồi bữa đó. Dạ. Có cái bếp ga dưới heo bếp ga mới luôn. Dạ. Với hình như là cái e bag. Dạ. Cái e bag là cái để mình bơm lên nằm á. Dạ dạ. Con ơi con. Trời ơi. Con à. Dạ. Thank you chị nha. Dạ tại mấy bữa nay cũng trời mưa quá. Bây giờ em bị cảm. Ủa bị cảm hả? Dạ. Thì có uống thuốc gì chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Trời mưa không có đi đâu được. Cái mang ơi, coi nó kìa. Cái mặt nó kìa. Nè. Nè con làm gì? Con làm gì? Cũng ốm mà trời ơi, thương không? Ồ, coi nè. Thương chưa? Trời ơi, đó có liếm thua kìa. Trương á. Mà trương. Trời ơi, trương cái ngày mà ta đem về cho nuôi nữa. Đó, cái bếp ga, cái ga bát đó sao bơm được cả thầy? Dạ có cái đồ bơm mà anh Thành có đồ bơm. Vậy hả? Dạ. Đây em dở coi, phải cái airbag không? Dạ. Phải cái airbag không anh Hùng? Dạ cái airbag, dạ đúng rồi. Vậy hả? Đừng có cắn cô Hằng, nó cắn tóc. Con ơi. Trời ơi, trời ơi, nó đẩy tôi té luôn anh Hùng ơi. Miêu, nó quậy quá. Chết rồi, coi kìa, có thằng Thành đây lỏng la nó mới sợ. Coi nè, coi nó leo lên người tôi dớ trơn, nó đẩy tôi té. Miêu. No, Miêu đi vô. Miêu. Là trời, nó té tôi luôn. Đi vô. Đó thấy chưa? Vô đi con, đi vô. Nó dơ hết trơn cái bộ mình chị Hằng rồi. Cô Hằng rồi. Dơ hết cô Hằng. Ủa, ổng ở nhà mà. Hả? Ủa, đâu mà không biết. Đây kìa, ông con chó ông nó đẩy tôi mới té bật ngửa kìa. Đây nè. Không, tại vì tôi ngồi hờ, nó leo lên chứ không phải đẩy, nó leo lên. Đi vô đi. Rồi la nó, giờ nó lại nằm đấy nó im quá, nó sợ rồi kìa. Coi nè,
coi đó. Trời. Trời. Chị chịu ổi rồi, không bao giờ với chung theo rồi, coi nó chung theo nè. Cái kia nó đè tôi một cái. Nó đè tôi một cái nè, tôi phải nằm dài nằm ngửa nè, ông Hùng mới kéo tôi dậy. Chịu đỡ không? Miêu đi vô kìa, Miêu đã đi kêu kìa. Miêu đã đi kêu, nó mạnh dữ lắm đó. Dạ. Cái e bé hả? Ủa ở trong nhà ngủ hả? Ừ. Vậy đó. Ở trong nhà ngủ, hai chồng nhà ngủ. Mưa quá trời quá đất, mưa mưa gì mà hai ngày một đi. Vậy hả? Ờ cái e bé kìa anh Thành, coi có bơm được không? Hả? Được. Nè với lại cái niệm ấy. Dạ. Cái niệm hơi á. Ờ anh cũng mới đi lấy cái niệm về nữa nè, niệm kia nó nhỏ quá, mới dán niệm bự về đó. Vậy dán niệm bự về người ta đẩy vô, người ta lấy thêm cái xe đếp bé nó chảy ra đi. Ừ. Nó trốn rồi kìa ông Thành ơi. Ờ cãi nó. Ui là trời, nó đè tôi xuống, nó nghe tiếng ông Thành, nó chung ở đây nó trốn. À, mày mới đè cô Hằng té xuống luôn rồi bây giờ trốn chết rồi. Ổng ra quýnh mày kìa, đâu lên tiếng cái ông Thành cái nó chui trốn nữa nè. Mày đi vô chỗ mày kìa, kìa đi vô chỗ con kìa, trốn. Ui là trời, khôn đó, ai nói chó không khôn. Hồi nãy nó không phải nó đẩy mà nó leo lên á, cái dép người hờ té bực ngửa tôi ra luôn á anh trời. Ê nè, với lại chỉ cho em thêm tiền nữa nè. Dạ, cảm ơn chị. Ê nè, nó nghe nè, đây là mạnh thường quân, người ta coi em, người ta thương. Dạ. Người ta cho thì chị mới nhận giùm, và dạ, chị đi trao cho em. Thì dạ, những mấy cái tiền này khi mình xài, mình phải nhớ người ta, mình dạ, xài cho dạ, nó đúng chỗ dạ, ha. Dạ, cảm ơn chị. Ừ, xài cho nó đúng chỗ đó. Dạ. Biết đúng chỗ không? Dạ, biết chị. Biết ha anh Thành. Dạ, dạ. Đúng chỗ là biết rồi đó ha. Giống như là mình để mình mua đồ ăn cho mình. Dạ, cuộc hiểu, sống mình hiểu. Vậy đó. Dạ. Đồ ăn đồ đó là ý nói là đúng chỗ đó. Dạ. Ok, khoan đây em cầm đi trước đi. Nè, chỉ cho em đây thêm 200 nữa nè ha. Dạ, cảm ơn chị. Ờ, là chị Thanh Hằng đó, cảm ơn chị Thanh Hằng. Dạ, á, cảm ơn chị Thanh Hằng. Phải 200 không? Dạ, đúng rồi. Dạ, 200 rồi. Vậy là chỉ cho em thêm 200 đó. Rồi dạ. Giống như mình để dành khi mình để mua những cái gì đồ ăn hay vật dụng mình xài đó. Dạ em hiểu. Nha. Dạ. Ở đây nè em biết không, khi mấy chị coi tại thấy em còn trẻ đó. Dạ. Mà thấy em sống cuộc sống gì đây á. Dạ. Ờ chứ không phải là mấy chị không biết em có chơi cái đó. Dạ em hiểu. Như vậy. Dạ dạ. Mấy chị biết hết đó, nhưng mấy chị thương là muốn động viên em. Dạ. Cho em để cho động viên tinh thần. Dạ. Cho em có động lực để em có thể từ bỏ những cái này đi, em bước lên cuộc sống. Dạ em hiểu. Dạ cảm ơn chị. Để trở về cô y tá giống như hồi xưa vậy đó. Dạ em hiểu. Đó. Dạ thank you. Hồi xưa là mấy chị kia giúp em một lần, là mấy cô mấy chị kia cũng thấy em còn trẻ. Dạ. Mà y tá ở Mỹ đó. Dạ. Cho nên mới giúp một lần là em có chiếc xe để cho em lên bờ đó nha. Dạ. Ừ. Dạ em cảm ơn mấy chị nhiều. Dạ. Cho nên đây là mấy chị thương, là thương vì tuổi em còn trẻ quá mà ở Mỹ á. Dạ. Mà em sống vậy uổng. Dạ, ai em cũng hiểu. Nghĩ là uổng hết trơn á. Dạ. Ừ. Đó. Trời dạ ơi, coi nè, nó đẩy tôi một cái rồi mình mẩy tôi nè ông Thành, dòm nè ông Thành. Trời ơi. Đất không á, nó mạnh dễ sợ chứ ai nói nó không mạnh đâu. Không có nó kinh được hết. Kệ nó đi, tôi phủi bằng tay. Tôi đang ngồi vậy nè, cái nó leo lên á, nó leo á, nó đè tôi nằm luôn. Dạ. Nó rồi. Nó chạy ra ngoài. Nó chạy ra hả? Mày vô chỗ mày nằm chứ mày. Ôi trời ơi, thôi nó trốn tội nghiệp quá, đừng quánh. Nó mừng thôi. Mày vô chỗ mày nằm chưa? Nó leo lên nó mừng. Trời dạ ơi, nó khá dữ à lắm. Ừ. Nó lì chưa từng thấy rồi. À. Lì chưa từng thấy luôn ha. Thiệt. Với lại cái loại này nó tốt lắm chị, loại khô mềm đó. Cái nào? Loại cái hiệu khô mềm. Bếp ga hiệu này tốt lắm hả? Dạ, cái hiệu này. Ờ đúng rồi đó, hình như hiệu này hiệu tốt nè. Dạ, cái hiệu này người ta đi cắm trại người ta mua cái hiệu này. Vậy hả? Không biết cái này cái bao nhiêu chị cũng không biết nữa. Dạ, cái hiệu này tốt lắm. Cái loại thường. Cái loại này khô mềm đó. Mười mấy đồng. Không có. 30 đồng. Loại kia loại thường mua hai mấy đồng á. 24 đồng cái này. Khô mềm đâu, khô mềm. Khô mềm mắc hơn. Cái gì ông mà 24 đồng mày phơi đi chùa kìa. Không, loại thường á. Không, loại này nè. Nó loại khô mềm mắc lắm. Khô mềm mắc hơn. Dạ. Khô mềm tốt hơn. Còn loại thường, loại đen kia như 25 đồng. Thì có mười mấy đồng à. Vậy hả? Phải không? Ừ. Không có anh Thành ơi, thời xưa. Đây nè, ở ngoài phơi đi chùa này nè, nó bán rẻ lắm. Chị vô Target á, chị mua đồ khô mềm. Bây giờ anh Thành có biết đồ nó lên giật giá kinh khủng khiếp không? Bây giờ nè. Tôi hồi sáng tôi mới đi chợ mua đồ vậy đó, nấu cơm từ thiện á. Ừ. Trong khi thịt hồi xưa thịt ba gọi mình mua có khoảng 2 đồng mấy con phao là thịt ngon. Ừ. Bây giờ là 6 đồng 99. Thịt ba gọi. Ừ. Một phao á nha.
Cho nên đồ ăn lên bây giờ sắp gấp 3 luôn, tất cả cái gì cũng lên hết trơn. Dạ, nó hiệu comment này tốt. Ừ, yeah. Cho nên thằng nhớ thằng mua cái loại màu đen kia đã 20 đồng mà hồi năm trước để đi cho từ thiện rồi. Còn cái này hình như 30, cái hiệu này đúng rồi. Dạ, hiệu comment mắc lắm. Ừ, hiệu này mắc hơn, hiệu này nó tốt hơn. Dạ. Hình như nó giữ lửa, nó kiểu nó mạnh hơn. Em không biết nữa, em chỉ biết cái hiệu comment người ta đi cắm trại. Đi cắm trại rồi, người ta mua hiệu này. Mấy người lạch mì trắng mà hay đi cắm trại á. À, dạ, yeah, đúng rồi. Tại cái này như nó bật lửa, nó nhạy hơn, nó mạnh hơn. Dạ. Yeah. Nó khó tắt á. Dạ. Yeah. Ừ. Đó, đây cũng là đó, Mạnh Thường Quân á, thương yêu mình đó ha. Dạ. Yeah, người ta thông cảm cho yeah. cái cuộc sống của mình á. Dạ. Yeah. Mặc dù người ta vẫn biết à, em là Vấp Ngã mới xuống đây ở, chứ yeah, ông Mỹ còn trẻ, không phải là đi vô gia cư. Dạ. Yeah. Nhưng mà người ta thương mình là người ta thông cảm. Dạ. Yeah. Đó. Dạ, cho nên mình gắng cố gắng quý trọng những gì mà tình thương của các nhà hảo tâm thương. Dạ. Ê, hình như lúc này nó mập hơn lúc trước quá trời. Nó mập chứ còn gì nữa. Ờ. Mập hơn nhiều. Ờ, nó mập quá hả? Ừ. Dạ. Ờ, ăn nhiều rồi ngủ nữa hả? Dạ, em ăn nhiều. Chứ có làm mẹ gì, ăn ngủ rồi coi phim vậy thôi. Ờ. À, ngủ rồi coi phim vậy thôi. Ừ. Chứ giờ hỏi chứ anh nói biết làm gì đâu mà làm. Nấu cơm cái này là mặt mày như con mèo vậy. Vậy hả? Ừ. Có nấu cơm ăn không? Có, anh tập cho nấu mà. Ờ, trời, cái chảo kìa, nấu mới chiên nấu cái gì vậy? Thì làm kho quẹt. Kho quẹt. Ồ, kho quẹt, ăn kho chưa? Rồi. Ăn rồi đó hả? Ăn xong rồi. Trời ơi, có bếp ga nè, đó người ta nấu gì. Ừ. Một lóc ga hình như 5-4 chai cũng mấy đồng đó bây giờ. 10 đồng. Ừ. Dạ. À, hồi xưa anh biết lóc ga có 5 đồng bạc, 4 đồng bạc. 6 đồng, 5 đồng. À. Bây giờ 10 đồng. Ừ, đó thấy không? Lên dễ sợ. Cái gì cũng lên gấp đôi gấp ba hết trơn á. Dạ. Giật giá. Cho nên mà giật giá cuộc sống ở Cali San Jose này. Ừ. Thôi chứ quá trời quá đó. Mắc mỏ không biết mấy tiểu bang khác làm sao. Mắc ghê thiệt chứ. Ở đây cái gì cũng thấy mắc ghê quá. Nó lên hết rồi, cái gì cũng lên giá hết rồi. Đó, đồ ăn thôi cũng mắc, rồi đồ xài cũng mắc. Dạ. Ủa mấy cái này gì, cục wifi hả? Đâu, cái ngoài thư viện nè. Ở trong đây nó có cái đồ bơm nè. Có không? Có. Ồ, bơm bằng tay hả? Dạ. Có. Đâu bơm tay gì sao bơm nổi, bơm bằng máy chứ. Nó có cái bơm bằng tay mà. Bơm bằng máy nếu mà anh Thành có cái bình á. Có đó. Ừ. Ờ, nó bơm mấy hồi đâu. Là gắn vô là bơm được rồi. Dạ. Ừ. Thôi cái này đừng, cái này bây giờ mình đừng có xài để dựng cái liều bự. Đúng rồi, cất đi. Dựng cái liều bự dạ. cho lên mới xài. Ừ. Còn cái này, bây giờ xài đỡ cái này được rồi. Vậy dạ. đó, lấy thêm cái slim bag trải lên, trải lên dạ. nệm là ngủ được rồi. Dạ. Giờ xài đỡ ừ. cái nệm bự này đi. Bỏ cái nệm kia ra, để cái nệm đi vô. Rồi mấy này mình cất lại hả? Ờ, cái đó đi giữ lại, mình dựng liều bự lên, mình xài. Ừ. Để chờ cho à, đồ của người ta cho cái mình quý, mình cất, mình giữ gìn ha. Dạ. Rồi khi người ta cho mà mình ta thấy mình trân trọng vậy đó, người ta cũng... vui dạ anh hiểu dạ ê nha dạ. Còn khi mà ta cho người ta thấy mình không trân trọng là người ta không có vui dạ ê vậy đó đó có cái bếp ga đó là nấu là đỡ rồi dạ cái bếp ga là tốt nè ừ. Tối để mình nấu mì nấu này nấu kia dạ cũng có hả mấy cái này cắt nha đem vô cắt đi dạ ủa mà nguyên cái cục vô đem đưa cho nguyên cái cục máy gì vậy cái máy trong xe đó à. Anh mở nó ra làm máy rồi mở nó ra làm nó lại nó hư rồi ừ. Ủa vậy rồi bà làm lại xài được không? Được vậy mà sửa cho làm để chạy được hả chị? Ừ. Thì đó, giờ là để ừ. đồ phạt luôn xong là gắn vô máy lại ừ. gắn vô xe lại chạy thôi có gọi cho cháu nội đâu nữa không? Gọi gì mất cái phone nó mới bị hư nữa rồi đó ừ. phone xong nó hư liên tục phone là phone Obama hả? Không, phone T-Mobile á. Ừ. Ừ, mà nó hư nữa rồi. Ừ. Ừ, anh mới ấy cái phone mới đó. Ừ. Cái phone đó mắc thế mẹ luôn. Ừ. Gần 200 á. Vậy hả? Mua. Mua đâu? Mà tôi lết với đất, tôi té rồi, mình tôi đất không. Đâu rồi, nó chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Nhà. Nó leo lên ngồi hàng mà tại vì cái chớn nó đẩy luôn mình đẩy đang ngồi ơi. Ngồi hờ hờ rồi, vô cái đây, xong vô anh la nó cái úp mặt nó úp mặt vô lòng tôi hồi nãy nó trốn vô đây Miêu Miêu à Miêu ơi đi đường kia rồi Miêu à đi ra đây coi con đi lên nó nằm bàn vàng cho ba đi đó leo lên rồi kìa hả ờ nó leo lên ra đây nè Miêu kêu nó ra đây kêu nó ra đây Miêu cứ Miêu 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 ra đây con đâu đâu đi ra đây Miêu đi đi con cứu 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 ơi sai Miêu đi đi con đây đó ờ đi nè đi
nè, lẹ đi con. Cái mặt nó giống con bi nệt. Miêu, ra đây con. Ra đây. Đi ra thương nè. Đi đây, ra đây. Miêu à. Cảm ơn. Hình như là nãy có con bọc đồ hộp kìa, coi có sót sạch không, lấy cho nó ăn. Ra cô hàng kia. Có sữa, có cam gì tùm lum kìa. Ra cô hàng đi. Đây nè. Miêu, 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 miêu. Miêu. Miêu ra kìa. Miêu à, có chân cái miêu ha. À, chân miêu hả? Miêu quậy quá, chân ngon không? Trời ơi, phải rồi. Bi nhà tới nhà cũng vậy á, chân quá trời luôn à. Thôi, đâu có cho đẻ. Thôi, đẻ rồi sao nuôi nổi? Đẻ với lại đâu có giống chó bự ra ở dưới đâu, phải đem xuống suối. Nhưng mà thấy đẻ ra đi cho ha, tội. Nuôi không nổi. Mình cho ai thích tiền cho, còn con nào mình thích mình để lại. Bốn con rồi đó. Ở nhà bốn con rồi đó. Coi nè, thương chưa? Miêu. Anh nuôi cho cái là nuôi cho nó đẻ rồi. Nuôi cho cái nó đẻ quá trời luôn. Cái đẻ dữ lắm. Đẻ quá trời. Nghe miêu. Trời ơi. Ơ cái gì? Hơn bị nọt nhiều. Trời ơi, con này. Bị nọt lì cỡ đó đó mà nó còn lì hơn nữa. Con này. Thương không? Trời ơi, bi nệt đó hả? Bây giờ lớn rồi tôi ẩm đâu nổi. Hồi lúc đó mới đem về á, là nó bắt ẩm. Ẩm như ẩm người vậy đó. Rồi mới ẩm nó không nổi là 4-5 tháng nay là không ẩm nổi nữa, bự quá rồi. Bự quá, bự rồi. À. Con bắt này mới có bà lớn đây, ẩm còn không muốn nổi rồi. Trời, hồi đó bi nệt bự hơn con này, về ẩm không đó. Nhưng mà con này nó chó đực, nó nặng lắm. Nặng hơn con bi nệt luôn hả? Chó đực cũng nặng hơn chó cái. Trời ơi, con bi nệt giờ nó kéo chiếc xe còn đi á. Chứ sao nữa, mấy cái giống này nó mạnh lắm. Dẫn nó ra giường đi hỉa đái mà nó thấy con mèo là nó kéo mình một cái mình chúi đầu luôn. Phải buông dây chứ không thôi kéo theo chết. Còn thằng này giờ nó còn nhỏ, nó gặp mèo cái nó sủa, nó sủa ôm sùm cái nó chạy. Chạy vô đây trốn. Nó nói sao mày sủa mà mày chạy trốn mày. Cho nó ra cái nó chạy lũi luôn. Cái này mà ông bi nệt á, nó đang tới lúc giống như gần có thể có bầu được á. Nó có kinh á. Có nhưng mà nó không có con. Nó có thì nếu nó có kinh đó thì mình đem xuống mình thả dưới đây là nó có con liền. Đúng rồi. Nó sửa chặn mà nó rượng đực, em thấy nó rượng đực dễ biết lắm. Chó nuôi mà nó rượng đực nó cắn mấy cái đồ á. Nó cắn mấy cái quần, mấy cái áo này kia đó, đó là nó rượng đực đó. Thì thả nó xuống là nó nhận nghĩa đực, cái là một lần là nó có giống rồi. Mà đem thiến thì tội nghiệp, tính thiến. Thôi đừng có thiến, nuôi chó đừng bao giờ thiến đó. Thấy thiến tội. Đó mà hả, bây giờ bốn con rồi mà nói đẻ ra đây cái cực nữa. Nó đẻ nhiều lắm mà. Cái giống này nó đẻ một lần là 7 con đổ lên đó. Mười mấy con đồ không đó. 7 con, 9 con. Cực chết luôn chứ không thôi tôi để cho nó đẻ. Tại đẻ nhiều quá trời. Trời anh biết cái giống chó này bên Việt Nam người ta bán mấy chục triệu con á trời. Tiền không á. Bên Việt Nam mấy chục triệu con. Tại Việt Nam đâu có giống chó giống mình ở đây. Không có đâu. Ở đây thì đầy đàn đầy đông. Việt Nam toàn là nó gọi là chó đi tiếp á. Mấy con chó nhỏ nhỏ con à, chứ không có. Hằng nghe mấy người nuôi chó họ nói con chó này ở bên Việt Nam mắc lắm, tới mấy chục triệu con lận. Đúng rồi. Mấy chục triệu từ Việt Nam là thí dụ mấy ngàn đó. Ừ. 2.000, 3.000 con á. Đúng rồi, nó mắc lắm. Giống này nó mắc lắm. Còn mình ở đây hả, đi ra thí dụ mua mấy con chó giống này nhỏ thì khoảng chừng 500 đồng con. Ừ. Cả đó đó. Ừ. Còn bây giờ ở dưới suối đẻ kìa dục đầy cho mình xuống cái bị tội. Nó đẻ mà giờ lấy đồ đặt mà làm sao không hết mà. Đẻ ra rồi ai muốn bắt đi đâu bắt nữa. Biết là bao nhiêu chó. Nên tôi thấy đẻ ra mà tôi bỏ gì mà tội, ra mà nuôi hết thì nuôi không nổi, không có cho đẻ đó. Đúng rồi. Giống như lỡ mà người ta không có sinh hết rồi mình ôm nhà mình nuôi sao chịu nổi anh Thành. Trời ơi, giống chó này em biết nó đẻ ra cái người ta dặn người ta sinh không kịp luôn á. Tại cái giống này nó đâu phải dễ kiếm. Mà nó đẹp mà nó khôn. Cái giống chó này nó phải khôn. Dễ kiếm đâu. Người ta không có nuôi, người ta không có biết cái cảm giác mà chó như thế nào rồi, cho thật rồi. Sự luôn á anh Thành. Ừ. Khi nuôi con chó đi rồi mình biết cái cảm giác con chó nó đối với chủ như thế nào. Đúng rồi. Thương dữ lắm. Đó, ở nhà chị ôm tụi nó vậy không đó ca thì. Dạ. Trời ơi, mấy con chó nhỏ nhỏ kia là ngủ ở nhà, ngủ với người không anh Thành ơi. Em biết ở đây á hả, đây là nhảy lên là hai mẹ con nó là bắt đầu nghe nó quậy. Ừ. Nó quậy thì cứ đi lại chỗ nó nằm là nó không đi, nó còn sủa lại nữa đó. Ừ. Nó cắn lại mà nó nghe tiếng anh về em cái rồi mày đi lại chỗ mày chưa là bắt đầu nó nhảy cái ao lại đằng kia liền nó chạy nó nhảy ngang đầu ngang cổ luôn vậy đó. Đó hồi nãy nó đè tôi gớt xuống đó không nghe tiếng anh Thành nghe xong nó chung cái miếng dán đó nó trốn. Đó mấy con chó nhà ôm vậy đó, ôm vậy đó rồi hung nữa. Đây nè. Ừ. Đó.
Hàng ôm vậy đó, ở nhà ôm, đi làm về mệt trời ơi thương. Mà nó khôn ta nói giờ con người mình đi làm vậy nó đâu có bấu mình vậy đâu, con chó về nó bấu nó quấn quýt. Nó mừng. Nó mừng. Còn thằng này mà anh đi đâu mà anh về tới cái thôi đi nhảy tao nói xô. Ừ. Nhảy cả tưng cả tưng vậy. Không chịu. Đứng yên trời phanh của mày. Dữ lắm. Mới lớn còn dữ trời. Mà cả trạng này mới thấy cưng. Ừ. Còn lớn nữa thì nó bự quá, nó mạnh quá. Mạnh, giống này là nó phải bự chứ. Ừ. Con bi nợt ở nhà đó, tại vì cột chứ không có thả được. Nó quậy quá mà, trời. Anh không có thích nuôi cái loại nhỏ nhỏ. Ừ. Trời ơi, trước con nhỏ em nó nuôi ba con chi quà quà, cha mẹ ơi nó sủa. Đó, nhà hàng ai tới cái ba trời cái con quà quà ở nhà nó sủa mà điếc lỗ tai chết thiệt luôn. Thiệt luôn á, nó sủa riết mình rồi anh bỏ nó chạy luôn mà. Sủa mình thích điên luôn á. Thiệt, la không nín. Ừ. Bởi vì ai tới nhà em lần em sợ lắm, tại nó sủa hoài à. Còn bi nạt sủa nhưng mà mình la xong rồi nó biết rồi nó nín. Ừ, à. Cái giống này nó sủa mà mình la ừ. Nó im mà. Còn cái chi quà quà, trời ơi nó sủa gì mà thôi thôi. Nó nói trời ơi, sủa gì mà la, càng la nó càng sủa. Ai tới rồi đó hả, bốn con nó gộ một cái nó biết luôn. Mà ai đi tới ngoài đường là nó biết hơi nó sủa rồi chứ đâu chi cần vô. Chi quà quà nó hay lắm, chi quà quà nó đánh hơi xa lắm. Hay nè, nè 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 nè, con ngồi đàng hoàng coi. Ngồi xuống. Nghe không? Miu. Sit, sit. 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 Mày nghe không? Sit down. Miu, ngồi xuống sit. Đây. Sit. Lại đây, ngồi xuống. Ngồi xuống đây, tôi ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Sit down. Ngồi xuống. Anh chó đâu có chê chủ nghèo, chủ nghèo đâu, thấy không? Sao mà xe vợ này con lì quá, lụng mà tao giả mày, cái chiếc cha mày, vợ mày, mày lì quá mày. Mày lì quá mày đi theo cô hàng luôn mày. Đi theo nữa không? Lì quá lì à. Thấy không, chó đâu có chê chủ nghèo hay chủ gì. Chủ nằm ngoài đường cũng ôm theo chó, chó đó, cũng chung thành. Đó, anh nằm, anh nhậu xỉn, anh nằm, anh ngủ. Coi như là ngoài đường, đường đi, người ta đi qua đi lại luôn á. Nó theo đó canh. Là nó nằm, cái đầu nó gác lên trên cái bụng anh á. Anh ngủ tới 10 giờ sáng là nó cũng trời nằm đó. Trời đất ơi, không vậy thích, nó không ngủ là không ngủ, tới sáng nó mới ngủ. Ừ. Ai lại gần là không được đâu à. Lại gần là nhào cắn liền đó. Thấy không. Dữ lắm. Để anh thương chó đó. Cảnh sát vừa bắt anh là nó bay lên nó cắn cảnh sát luôn á. Anh giật mình anh la liền chứ nó bắn. Ừ. Không la là nó bắn liền à. Uh-huh. Anh nói không được. No. Nó nôn nó ngừng lại chứ nó hả cái họng ra rồi. Nha. Chó khôn. Ừ. Chó là giống trung thành nhất. Thôi nó nói gì nữa. Chỉ có con chó thôi chứ còn mèo mẹ em quýnh một hai lần bỏ chạy mất tiêu. Ừ. Kỳ vậy đó. Bởi anh không thích con mèo. Thằng cũng thích chó à, không thích mèo. Ghét mèo lắm, anh ghét mèo lắm. Nhưng mà ở đây mèo của nó vòng vòng đây nó lại đây để cho nó bắt chuột rồi chơi thôi. Ừ. Anh không thích mèo. À mà có chó chuột nó cũng dám tới rồi. Ừ, đỡ. Chó chuột nó cũng sợ nữa. Có nhiều con chó ở dưới này nó giỡn với chuột nữa kìa. Ừ. Cười lắm. Có ăn không vậy? No, nó tả rác thì nó không ăn. Không, có cho ăn mỗi ngày không á? Nó chụp lên trên người. Có đồ cho ăn mỗi ngày không? Dạ. Ừ. Lấy cơm ngoài cho ăn phải không? Có đồ ăn chó nó nữa. Có đồ ăn của nó. Ừ. Nguyên bịch ra. À. Cái bịch nó không ăn, anh đưa cho cô Hằng đem về. À đúng rồi, đem về cho Pinat. Không, đi. Khỏi Pinat, nhà có rồi, cho mấy chó dưới đây thiếu gì kìa, anh Thành xách qua bên xuống cái bây giờ cho đi. Ừ. Ừ. Pinat nhà có. Dạ. Ừ. Nhà hả, mua một bao bự, mà bao cho ăn hạt á là ăn kèm thôi. Ừ. Anh Thành biết ăn gì không, ăn thịt không à. Bốn con ở nhà là ăn thịt, mà mua thịt rồi mình hầm xương súp cái mình ăn cái nước thôi rồi là vớt ra cho nó ăn hết. Ừ. Ừ. Ăn vậy không đó. Vậy nó mới mập. Ừ. Nhưng mà nó mập thì mập nhưng mà nó không có chắc. Còn con này ở dưới này á. Nó chạy nhiều. Ăn mấy cái đồ ăn của nó rồi xong rồi bắt nó chạy. Nó chạy nó mới chắc. Nó chạy nó mới có cái ma sò được. Ừ. Không, con Pinat ma sò ghê lắm. Bữa nào tôi dắt xuống rồi, tôi sợ tôi kéo nó không nổi thôi đó. Sợ xuống đây lỡ nó chạy tôi kéo không nổi. Kêu anh kêu nó lại đứng lại à. Ừ, cái má sò nó ghê lắm, đẹp lắm, nó vàng gồm, nó đẹp, nó bự. Được được đúng không? Ừ. Đẹp lắm. Nó vậy á. Đó. Đó cũng một bầy với con này nè. Rồi mà nhưng mà con kia bầy. Con này xám. Con này bầy trước. Bi nạt vàng. Ừ. Cũng bi nạt hồi lúc còn nhỏ cũng vậy đó. Cũng màu vậy hả? Ừ, màu vậy đó, tới chừng lớn nó đổi lông. Con này dần lớn nó bắt đầu nó thay lông khác lại. Không, bi nạt đó vàng hơn anh Thành. Ừ. Con này cái lớn nó là cái màu lông, nó không phải màu lông xám này đâu. Nó ra giống như cọp vậy đó. Cái này là bữa nào dắt xuống đây. Con này đực hả? Đực. Ừ. Đâu? Tại vì trên lưng nó có cái lằn đen thấy không? Ừ. Tới khi nó lớn chút xíu nữa là lông nó ra như con cọp vậy đó. Ừ. Ê. Sao mày giỡn sao mày giỡn luôn trên lưng vậy mày? Đi biểu ơi. Biểu.
sao con giỡn không chịu ngưng vậy cho vậy hả? Biết nghe không? Biết nghe lời không? Hả? Thôi đi chơi đi, ra ngoài chơi đi, đi đi. Ủa ca thì 20 chơi 30 chưa? 30 ra 30 rồi. 30 hả? Tháng 11 hai ngày 24. 30 cái xuân xanh. 30 cái xuân xanh rồi đó. Ủa hồi đó ca thì bắt đầu đi làm là hồi năm nhiêu tuổi? Lúc em mới đi làm em mới có học ra trường rồi đi làm á. Ồ đi làm nghề ngành y tá đó ở. Ờ làm y tá mới có 20, 29 tuổi. Ờ, cái như học hết high school xong rồi bắt đầu là đi học quay lại. Tại vì ở trong high school là em học thêm giống như college tối. Ồ, vậy hả? Và mình xin vô học thêm rồi nó cho mình học extra lớp rồi sau cái lúc mà em vô college là em học thẳng vậy luôn rồi sau cái em học community mà em không có học nhỏ like đầy đủ cho nên em đi private like như mình để tiền ra mình đi làm đi học private đó. Là khoảng 19, 20 tuổi là em đi làm rồi. Dạ. Trời ơi, y tá đó mình nếu làm tới bây giờ ngon biết mấy. Dạ. Giàu. Y tá bên Mỹ đồng lương đó, làm ai cũng giàu luôn. Dạ. Thôi cái gì cũng mình từ từ bắt đầu lại từ đầu. Dạ. Đều được hết. Dạ. Quan trọng mình có ý chí. Hàng bữa nào có cái đồ hớt lóc nào mà xài pin nó hàng cho anh cái hả? Ừ. Dạ, đi về hàng lục coi có cho. Dạ. Mẹ không có lâu lâu mẹ không có dẫn về tắm hả? À, chỗ của mẹ nó không cho đem người ta vô về. Tắm thôi, không cho hả? Em không biết. Ở lối đi riêng hả? Lối đi chung. Lối đi riêng về xin nó. Lệch nó ở nguyên chỗ đó là nguyên kia. Trong mấy cái thùng ga lông này nè. Đó, về anh nấu lên cho nó tắm thôi. Đó. Mà xin nói chỗ đó là like, nguyên cái nhà là người ta cho share hết đó. Một lần nó tắm nhiêu? 4 thùng đó là tắm được rồi. Nó mua một lần 10 thùng. Tắm gọi đầu. Có nhiêu thùng đâu, cái đó nhiêu đồng thùng gì đó ở vô mà. Với hình như là đi qua bên nhà thờ bên đó đó, bên ngang đường đó đó, có cho tắm mà. Dạ. Vô nhà thờ tắm. Tại vì trong đó là người ta có chỗ cho mình tắm. Dạ. Nghe ông Tiến nói là có chỗ thứ năm cho tắm một lần. Dạ. Thứ tư với lại thứ sáu. Ờ. Là cho tắm đó, nghe ông Tiến nói đó. Mình vô phòng tắm rồi mình tắm nha, thoải mái không? Còn tắm ở ngoài đây thì nó không được thoải mái. Bảo ở đây tắm thoải mái hơn chứ. Ừ. Tắm ở trong kia em biết tắm có giờ giấc. Thí dụ nó tắm bao nhiêu phút là bao nhiêu phút mình phải ra rồi. Ừ. Khi mà mình kỳ chưa xong chứ nhỏ này tắm trong đó không được đâu, tại nó tắm lâu lắm. Tại nhiều người vô ngồi đó lâu, người khác người ta đứng chờ get like á. Dạ. Mấy bữa cái thư viện có xe và lúc này nó không cho nữa hả? Không. Em không biết, chưa bao giờ ra xe đó. Dạ, lúc trước nó coi cho xe tắm đó. Người ta cũng đứng xếp hàng vậy đó. Dạ. Rồi cái đứng xếp hàng tắm mà nhiều khi người vô đó khi cả nửa tiếng vậy chưa đi ra. Dạ. Khi nhiều người vô đi toilet rồi này kia đó. Dạ. Nhiều người ta tắm lâu lắm. À. Mà lâu lâu được nếu vô. Nếu tắm lâu là mấy chỗ đó không có tắm được. Ừ. Còn nhiều người biết thì vô tắm đại khái chạy ra để cho người khác thì không nói gì. Ừ. Nhiều người vô đó nằm hưởng thụ cho đã. Người ngoài đứng chờ giúp mẹ luôn. Dạ. Yeah, ok thôi thằng đi à. Ok. Dạ, hai chị. Dạ, tiếng kia. Ok em rồi vậy ha. Dạ. Rồi cố gắng lên. Dạ, cảm ơn chị. Ừ. Đó thì chị cũng là người đi làm những cái cho việc mà Mạnh Thường Quân đưa thì chị đi trao vậy thôi. Dạ. 21 coi như là em mấy đứa con rồi. Hai đứa thôi. Hai đứa trai gái hả sao? Đứa trai đứa gái rồi. Ô, vậy được rồi. Có đủ rồi. Đồ bây giờ những Mạnh Thường Quân cho đồ em, cho tiền em, người ta đều coi cái phim nè. Coi chị đưa chưa? Và đưa đủ chưa? Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là em cảm ơn, em nói chuyện về đây là cái người cho người ta đều coi cái phim này hết. Dạ. Ừ. Dạ. Cảm ơn. À, đó. Giống của hổm nè. Hằng tới đây quay cái phim mà hằng trao tiền 150 với lại cái Sleeping Bag nhớ không? Dạ. Thì xong cái thấy chỉ coi chỉ thấy là ồ có một cái đó cho sợ em đắp không đủ. Dạ. Chỉ order thêm cái cho em. Rồi thấy đi đốt cái củi lửa này mà đốt cả buổi cả tháng trời đốt chưa nướng được cái đi xà. Là chị cũng coi. Xong chị mới order cái bếp ga cho em. Dạ. Thì là thật ra đây là giống như những người Mạnh Thường Quân này á, chị Hằng cũng chưa bao giờ biết mặt họ là ai. Dạ. Họ coi cái phim của chị.
Dạ. À, quay những người vô gia cư. Dạ. Thì khi họ thấy họ thương thì họ gửi, giống như họ có cảm tình với em. Dạ. Thì thiếu nhiều người, nhưng mà khi người ta có cảm tình đặc biệt với một cái người nào thì người ta cho người đó. Dạ. Người ta thương người nào người ta cho người đó. Dạ. Chị là cái trách nhiệm mà chị đi nhận những cái này, chị đi trao cho những người vô gia cư vậy thôi. Dạ. À, giống như cái đợt chiếc xe của anh Thành hồi xưa mà với em đó. Dạ. Chiếc xe của em đó chủ yếu là ta cũng cho em. Dạ. Để thấy em còn trẻ, để cho em có cơ hội em lên bờ. Dạ. Thì mà cái danh sách mà mỗi khi mà chị trao tiền thì chị đọc từng tên, em thấy không? Dạ. Là những người cho đó, người ta đều coi. Dạ. Ta theo dõi em như dạ. thế nào. Dạ. Nhưng mà thì rốt cuộc thì không bao lâu em cũng trở về cuộc sống. Dạ. Buông như kỹ. Dạ. Đó, nhưng mà thì sau này thì chị cũng thì giúp thì cũng một lần thôi. Thì sau này thì đi cho thức ăn thì chị cũng cho ai thì cũng cho anh Thành với em chung vậy, cũng giống nhau với người vô gia cư. Dạ. Đây thì khi thỉnh thoảng mà vô tại lâu rồi không có quay review em. Dạ. Nhưng mà đôi khi lâu có mấy đợt chung vô cái liều đưa cơm cho nó ăn á, quay nó. Dạ. Thì Mạnh Thường Quân khi người ta thấy em những cái hình ảnh mà em còn trẻ quá. Dạ. Thì cái lòng người ta thương, người ta nói biết là có giúp em rồi, nhưng mà đây người ta cho em một chút này để động lực, cứ động viên, cổ võ em. Dạ. Giống như em nghĩ là xung quanh có rất nhiều người thương mình, muốn dạ. mình thay đổi cuộc đời tốt. Dạ. Chứ không phải là người ta nói là ta biết, mà dù biết em có chơi mấy cái đó đó, nhưng người ta nói bây giờ người ta cho cái lòng người ta thì em xài sao cho đúng chỗ đó, tùy em. Dạ. Mày leo lên trên đó mày người ngồi xuống quá vậy mày. Giờ hết trơn cái điểm dạ. tao rồi. Dạ. Dạ ok em, thì đó là mình cũng có nhận được những cái tình thương đó ha. Dạ. Đó. Có leo dạ, lên mình cũng quý chứ. Mày làm dơ dạ. trơn mẹ nó cái niệm rồi. Leo niệm nằm. Nè, leo niệm nằm cái nè. Dạ. Đó, dạ. Đúng, dạ. Ê, Miu. Miu kìa, Miu kìa. Miu. Miu Miu. Miu Miu Miu. Miu Miu Miu. Lỡ đây mày đẩy tao té nữa đi. Mình nãy mình đang leo ngồi. Vậy, mình leo mình đang vậy? Ngồi hờ hờ. Nó leo rồi, nó leo. Leo. Ờ, nó đâu leo cái mình té. Nó leo nè, nhảy vô. Nhảy lại xuống đi tớ. Miu. Nó biểu coi, nó chơi lại liền hết chưa. Đó, hồi nãy con leo con đẩy cô Hằng té nằm dài nằm ngửa xuống đất vậy luôn. Đó đó, giờ leo lên nữa đó. Đó coi nè, thấy chưa? Thấy chịu nổi chưa coi nè. Ừ, trời thương dữ lắm. Thương lắm, bây giờ cũng vậy hết. Coi nè. Lắm. Con bi nạch nó đẩy mình cũng té nhào té cổ vậy đó. Mẹ đâu có đánh đâu, chó ở nhà không có đánh anh Thành ơi. Chó có Hằng ở nhà không có đánh. Ở nhà em nuôi ở nhà thì mình không có thành phải khó chứ. Coi nè, coi nó leo lên vỏ lên của tôi nè. Giờ hết rồi nè. Cho nó tha cây kìa. Cây mà cái cây này là anh lấy ra anh đánh nó nữa. Đưa cây ba. Đem đây đem cây đây. Nó thù cái cây đó lắm á. Rồi nhả ra đi, nhả ra. Thấy không? Nhả ra. Coi nè, nó leo lên cái vỏ luôn vi thon của tôi đất không rồi nè, thấy chưa? Thấy chưa? Nhả ra đi. Hả? Mày đem lại tôi quýnh mày. Rồi mình mẩy tôi nè. Coi nè, đưa quýnh nó sợ nè. Đó, rồi mình mẩy của tôi nè, con chó nè. Cái này quýnh mày được không? Đó, dòng con Miu nó leo nè. Đó, thấy chưa nè. Đó, nó leo tôi té nhào, té cổ hồi nãy. Miu. Mày Miu kìa, con kêu kìa. Đó, trời, mày quậy ha. Con kêu cũng quậy gì lắm. Con mà phá như con này. Mày quậy quá trời nghe mày. Toàn bộ mấy cái dây chà khôn là nó cắn không còn thể nào đó. Nó ngứa răng mà. Ừ. Trời ơi, chó ở nhà kìa, đồ chơi cỡ nào nó cắn banh chành hết. Bạn bi nạp hồi đó là nó tha dép không à, chứ không có cắn dây chà khôn. Ừ. Trời ơi, là dép là nó tha đầu này chiếc, đầu kia chiếc, hồi lúc mới đem về mà thả nó đó, hở ra là nó chụp dép nó cắn đó. Nó cắn dép không à. Nhưng bây giờ thả là dép không có gớ nha. Giờ nó hết rồi, nó lớn rồi. Mà không có gớ mà cắn đồ, cắn banh luôn nguyên cái sofa. Trời ơi. Rốt cuộc Hằng để cái sườn đó cho nó nằm luôn. Ừ. Tại vì nếu mình lôi đi dục là mình để khác vô nó cắn tiếp. Đúng rồi. Để nguyên cái sườn sofa đó cho nó nằm cười chết luôn. Ừ. Này nó không có cắn, nó muốn cắn nó cắn banh cái sofa đó luôn cũng được nữa. Con này hả, rồi nó cắn hết cái gì nó cắn. Cắn dữ lắm. Trời ơi, mấy cái gốc cây mà nó cạp còn banh chành hết trơn, cái gốc sofa đó nó cạp. Thằng này là nó cắn không chừa cái gì mà. Ừ. Cái gì nó gặm được là nó cắn à. Xương bò đó Hằng mua về đó. Ừ. Rồi cho nó gạp, nó cạp, cạp tơi tả luôn xương bò bự bự á, xương súp á. Ừ. Ok thôi Hằng đi về. Dạ, rồi rồi bye dạ. em. Dạ. Rồi. Rồi bye bye. Dạ. Nè dòm cái lưng chị thử phải không ca thì. Ồ dạ, mai cá. Dạ. À, hết đít luôn nãy té đó. Rồi xong rồi nằm nó con gì đó con Miu đó đè tôi đó. Dạ. Nè. Con Miu đè. Cái Miu. Bye bye. Bye 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 bye. Ok thôi bye bye. Ê nè ngoài này thấy có bọc đồ ăn nè.
sữa gì tùm lum kìa. Quá trời quá đất. Mưa nó không về hôm qua, tối hôm qua mưa sáng đêm mà. Trời mưa thúi đất luôn. Nhưng bây giờ cũng ráo nè. Đó giờ bộ mình tôi vô đó ngồi chút xíu giờ xình không. Đó, xình. Không. Mía đi lên xe xong rồi cái đuổi xuống đi về luôn. Mía mà đi lên là lên xe xong rồi cái bắt đầu chửi qua chửi lại là đuổi xuống đi về bộ. Đi bộ thật ra chắc đi qua qua ngoài thư viện rồi chứ không phải đi về đâu. Hả? Anh Đoàn không có nhà hả? Nhà đâu, đi xuống thử coi. Không nghe hả? Không nghe tiếng chắc ngủ á.